xin chào các anh chị, xin chào các bạn. Video này thì tôi sẽ nói về kỹ năng trả lời phỏng vấn tuyển dụng, kỹ năng trả lời phỏng vấn tuyển dụng. Và lời khuyên của tôi là chúng ta cũng chỉ có khoảng độ 30 phút phỏng vấn mà thôi, trừ những cái vị trí cao cấp, chúng ta có thể có đến 1 tiếng, 2 tiếng hoặc là trò chuyện trước đó, trong đó, sau đó. Tôi nhớ một cái lần mà tôi đi làm việc tại một công ty, một cái tập đoàn khá là lớn ở Việt Nam, thì cái việc tuyển dụng nó không diễn ra theo cách bình thường, mà đó là thông qua những cái bữa đi ăn, đi chơi, trò chuyện, hiểu về cuộc sống, hiểu về quan điểm sống, hiểu về mô hình kinh doanh, cách thức. Đó chính là cách mà một cái CEO người ta muốn nhìn ra là nhân sự có phù hợp với họ hay không, nhân sự có phù hợp với văn hóa doanh nghiệp hay không. Thì đó cũng là cái mà tuyển dụng, nhưng mà nó không theo một cái lối thông thường. Thì ở đây thì ta đề cập đến cái lối thông thường là chúng ta đi phỏng vấn, chúng ta nhận được cái giấy hẹn hoặc là nhận được cái email hoặc cuộc gọi là anh chị muốn mời em đến phỏng vấn tại văn phòng địa chỉ này, địa chỉ kia. Và em cảm ơn, em đã nhận được rồi, đúng giờ em sẽ đến, đúng không ạ? Ok. Thế thì đi phỏng vấn thì thứ nhất là chuẩn bị trang phục thì tôi đã hướng dẫn rồi. Thứ hai là phải đúng giờ nhá, luôn luôn là phải đúng giờ, đúng hẹn. Và thứ ba là chúng ta phải có cái sự chuẩn bị trước khi đi phỏng vấn. Chúng ta phải tìm hiểu về công ty, chúng ta phải tìm hiểu về vị trí công việc, chúng ta phải tìm hiểu về tiền lương, chúng ta phải tìm hiểu về thị trường, văn hóa doanh nghiệp, chúng ta phải tìm hiểu về tất cả những cái câu hỏi thường gặp liên quan đến một cái buổi phỏng vấn. Chúng ta phải chuẩn bị CV, chúng ta phải chuẩn bị các cái đồ dùng phụ kiện cho cái quá trình đi để cho chuyên nghiệp. Cái phần này tôi cũng đã hướng dẫn rồi. Và chúng ta sẽ phải làm chủ 30 cái phút đầu tiên, cũng như là những giây phút đầu tiên của cái cuộc phỏng vấn này. Chúng ta làm chủ, chúng ta đến phỏng vấn với tư cách là một người tìm việc, là chúng ta có giá trị để nhà tuyển dụng chúng ta, chứ không phải chúng ta đi xin xỏ, đi van xin người ta. Đấy là cái phong thái của chúng ta đến, hay bây giờ trên mạng người ta hay gọi là thần thái đấy ạ. Vâng. Cái thần thái của chúng ta đến, đấy là trông nó phải là tự tin, trông nó phải rất là vui vẻ, nhiệt tình. Người ta nhìn thấy mình là người ta muốn tiếp xúc với mình, bởi vì cái năng lượng mình tỏa ra nó rất là gì ạ? Dễ chịu, nó rất là tích cực. Đấy. Thế thì trang phục tôi đã hướng dẫn chuẩn bị rồi, đúng không ạ? Chúng ta phải ấn tượng qua trang phục, quần áo, giày dép, nước hoa, đồ dùng, vân vân. Ấn tượng qua ngôn ngữ cơ thể, đúng không ạ? Cái đôi mắt chúng ta nhìn, cái nụ cười chúng ta cười, cái lời nói chúng ta nói rất là hay, nhẹ nhàng, lịch sự, đúng không ạ? Cách thức chúng ta giao tiếp, bắt tay chào hỏi, đưa hồ sơ, kéo ghế ngồi, vân vân, những cái tác động, những cái động tác, những cái tác phong như vậy nó rất là gì ạ? Nó rất là thần thái, đúng không ạ? Nó rất là tuyệt vời. Nó thể hiện là bạn là một người làm chủ, bạn là người kiểm soát cuộc chơi, chứ không phải là nhà tuyển dụng mới là người kiểm soát cuộc chơi. Khi ngồi, đúng không ạ? Khi ngồi thì mình cũng ngồi tư thế thoải mái, đàng hoàng, tự tin giống như thế này. Thế thì trước khi ngồi thì nhà tuyển dụng sẽ mời ngồi. Còn nhà tuyển dụng không mời ngồi thì mình có thể làm gì ạ? Không biết là em có thể ngồi được không ạ? Vâng, đấy là cái cách chúng ta giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp các bạn sẽ được học, đúng không? Đấy, ấn tượng qua lời lẽ, qua ngôn ngữ giao tiếp, qua ngôn ngữ cơ thể. Ngôn ngữ cơ thể nó sẽ cho bạn thấy là bạn là một người tự tin hay không, bạn quan tâm đến điều gì. Đấy là cách mà chúng ta sẽ làm. Thế rồi thì chúng ta cần phải có những cái chuẩn mực trong giao tiếp, xưng hô, lời nói, anh chị tôi, đúng không ạ? Anh chị em, cô chú cháu, đúng không ạ? Đứng ngồi, rót nước, uống nước cũng rất là lịch sự. Mình cũng không việc gì phải bẽn lẽn cả. Người ta rót nước mời, ví dụ thế, đúng không ạ? Tôi giả tưởng tượng thôi. Vâng, em mời anh chị uống thôi, uống bình thường. Thậm chí là gì ạ? Nếu mà nhà trong cái phòng tuyển dụng mà nó nóng quá, vị trí ngồi nó cứng quá, thì mình có thể mà không biết là em có thể đổi hay không. Bởi vì như thế em thấy ngồi nha, nó không thoải mái. Thì mình có thể đưa ra những cái yêu cầu như vậy, hết sức là tự nhiên, hết sức là gì ạ? Cái gì đó đã thuộc về tự nhiên, thiên nhiên rồi thì cứ làm. Được chưa ạ? Vâng. Vệ sinh cá nhân một chút nha. Nhất là cái vấn đề về vệ sinh răng miệng, đúng không ạ? Một cái ý rất nhỏ. Một cái ý rất nhỏ thôi, nhưng mà tôi nghĩ đây là một cái vấn đề nghiêm túc, đúng không ạ? Vì nó sẽ làm cho bạn mất tự tin nếu mà bạn không cảm thấy được sạch sẽ lắm, đúng không ạ? Vâng.
mang theo các cái sổ bút, máy tính vân vân để làm. Đấy, luôn là thể hiện cái quá trình mà phỏng vấn ấy, thì chúng ta luôn trả lời câu hỏi theo cách là gì ạ? Trả lời trực tiếp nhá, trả lời thẳng thắn, trả lời chân thành, trả lời là gì ạ? Với cái sự nỗ lực để cho nhà tuyển dụng thấy rằng là chúng ta là người thật thà, chúng ta là người đáng tin cậy, chúng ta là người sẵn sàng làm các công việc, chúng ta là những người sẵn sàng học hỏi, chúng ta có thể chịu được áp lực và chúng ta không ngại khó, không ngại khổ. Đấy là những điều mà thực sự nhà tuyển dụng mong muốn, chứ không phải chúng ta phông bạt, chúng ta làm CV đẹp, chúng ta viết lách, thậm chí chúng ta gian dối về hồ sơ. Nhưng đến rồi phỏng vấn ngon rồi, đi vào làm lại next out, đúng không ạ? Không qua thử việc. Thì lời khuyên của tôi là vẫn phải là sự chân thành, vẫn phải là sự thật, nhưng kèm theo một chút các kỹ năng để cho người ta thấy là mình đã được người được đào tạo. Chứ không phải cái sự chân thành của mình là chân thành quá mức đến mức ngô nghê, đến mức là dồi ôi chẳng hiểu thằng này nó là như nào, chẳng hiểu con này nó như nào, đúng không ạ? Nói chuyện ngô nghê quá thì cũng là chân thành. Nhưng mà chân thành ở đây là mình phải là gì ạ? Về mặt lời nói, đấy là sự thật, 100% là sự thật. Sự hiểu biết, sự khiêm tốn của mình, nhưng vẫn bày tỏ cái thần thái, cái thái độ, cái sự chuyên nghiệp của mình. Hiểu ý tôi không ạ? Vâng, tất cả đều có sự chuẩn bị, đều có sự đào tạo. Vâng, và các câu hỏi thì mình sẽ hỏi và trả lời trực tiếp. Và hỏi theo phương pháp và trả lời theo phương pháp là gì? Hỏi đáp và trò chuyện, chứ không phải là nhà tuyển dụng là cảnh sát hỏi cung và mình là tội phạm trả lời cụt lùn, đúng không ạ? Chúng ta trò chuyện, chúng ta nói chuyện với nhà tuyển dụng, thậm chí chúng ta còn hỏi lại những điều chúng ta chưa rõ, thì điều đấy là cái điều rất là thú vị và chúng ta có thể làm cho nhà tuyển dụng cảm thấy chúng ta rất tự tin trong quá trình giao tiếp, đúng không ạ? Ánh mắt, cử chỉ, lời nói. Đấy, những câu hỏi thường gặp chúng ta lên mạng chúng ta tìm, ví dụ như là câu hỏi về tiền lương, câu hỏi về vị trí làm việc, bạn sẽ làm gì trong 5 năm tới, mục tiêu của bạn là gì, tại sao bạn lại xin việc vào đây, bạn biết gì về chúng tôi không, thất bại của bạn là gì, thành tựu của bạn là gì, bạn có lợi thế gì, tính cách của bạn như thế nào, bạn có đi công tác được không, vân vân, kiểu như thế. Thì cứ trả lời thẳng thắn, trả lời trực tiếp, trả lời chi tiết, trả lời có đầu, có cuối, có chủ vựng, vị ngữ đàng hoàng, được chưa? Đấy, rồi thì mình gợi mở câu chuyện. Đấy, thậm chí nếu mà mình là người diễn đạt tốt, mình có thể dẫn dắt câu chuyện, chứ đừng có nói là nhà tuyển dụng. Ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi nói chuyện với nhà tuyển dụng thì câu chuyện nó sẽ là 50-50, hoặc thậm chí tôi còn dẫn dắt câu chuyện được, bởi vì cái khả năng sử dụng ngôn ngữ, rồi thì cái khả năng thuyết trình, cái khả năng nói chuyện, tôi nghĩ là tôi có đủ tự tin nhất định để có thể nói chuyện được. Đấy, 12 năm đi làm qua bao nhiêu công ty, tư vấn cho bao nhiêu công ty rồi, 15 năm giảng viên đại học, thì tôi nghĩ là cái việc nói chuyện thì tôi nghĩ là không quá khó đối với tôi, đúng không ạ? Và thái độ rất là tự tin như thế này, gọi là thái độ tự tin, chậm rãi, tác phong đáng tin cậy, nhưng khiêm tốn, nhẹ nhàng, đúng không ạ? Cũng không nên rụt rè, ái ngại, bởi vì mình đi tìm việc chứ có phải mình đi ăn cắp đâu mà mình sợ, đúng không? Mình ngồi thả lỏng, đấy, ngồi thả lỏng ngay ngắn, sẵn sàng cho các câu chuyện và sẵn sàng đưa ra những cái lời trả lời nó thích hợp nhất, thú vị nhất. Ngôn ngữ cơ thể thì nên tự nhiên nhá, cười, đùa, nói chuyện, vung tay thoải mái, nhưng mà trong cái khả năng cho phép. Ví dụ như tôi như này, sử dụng ngôn ngữ cơ thể rất là tốt, đúng không ạ? Ý là như vậy. Ok, thì với các câu hỏi như này thì các bạn sẽ chuẩn bị trước, các bạn sẽ trả lời trước. Thì tôi cũng không muốn đưa ra một số những câu hỏi là trả lời như thế nào. Mình cứ nên trả lời thẳng thắn, mình có sự chuẩn bị hết rồi, và trò chuyện với họ làm sao cho mình hấp dẫn họ, bởi vì mình đang đi bán mà. Bán cái gì? Mình bán bản thân mình, thì bán qua lời nói, bán qua cử chỉ, người ta thấy người ta yêu mình, người ta thích mình, người ta quý mình, người ta tin cậy với mình là ok, là mình thành công rồi, được chưa ạ? Vâng, thế thì tôi vừa chia sẻ với mọi người một chút những kinh nghiệm nho nhỏ, sự chuẩn bị cho quá trình đi phỏng vấn, trong quá trình phỏng vấn nhá. Và tôi có nói lại với các bạn một cái ý mà một người bạn của tôi là giám đốc nhân sự cho một cái công ty rất lớn, một công ty nước ngoài rất lớn đấy ạ. Và nó sẽ là ngang với Samsung, ngang với LG, ngang với Lotte đấy ạ. Và tôi không nói một cái vị trí thật, thì chị nói với tôi là tất cả những ứng viên gặp bọn chị bây giờ là
dù có mà chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào, bọn chị đều có thể biết, bọn chị đều có thể kiểm tra được. Kể cả thật hay không thật, bọn chị đều có thể kiểm tra được hết. Và cái mà chị mong muốn là cái các kỹ năng được đào tạo và em đưa vào trong đấy, và em thể hiện được cho nhà tuyển dụng thấy, và trên hết đó là sự chân thật, sự cố gắng, sự nỗ lực, thì nhà tuyển dụng sẽ cho các bạn cái cơ hội. Nó thuộc về tính cách, gọi là ASK đúng không ạ? Thái độ, kỹ năng và kiến thức của bạn. A tức là gì ạ? Nó là attitude, là thái độ đúng không ạ? S là skill đấy. Và K là gì ạ? Knowledge, là kiến thức. Ba cái thứ đấy mình có và mình tích cực thì nhà tuyển dụng sẽ tìm đến mình, và nhà tuyển dụng sẽ đồng ý mình, người ta sẽ không từ chối, và bạn sẽ luôn luôn thành công, được chưa ạ? Vâng, thì cái tư duy tích cực thì tôi sẽ chia sẻ trong một cái video khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.